Chị Kim Phương xin chào, chị Ánh Nguyệt xin chào ạ. Các chị ơi, những chị nào đang xem livestream của shop dáng BBM thì có thể chấm bài và chia sẻ với các hội nhóm cho em được không ạ? Chia sẻ các hội nhóm cho em nhé. Chị Lý Tú Anh ơi, đợi em một chút được không ạ? Những chị nào đang xem livestream của shop dáng BBM có thể chấm bài cho em và chia sẻ với các hội nhóm cho em được không ạ? Đạt mốc 100 người xem đầu tiên em sẽ bắt đầu xả toàn bộ áo bên em với giá bán là 18k một chiếc áo của bên em, rất nhiều màu luôn. Hôm nay bên em có rất nhiều màu luôn, có cả màu trắng nhá, rất là đẹp và rất là sang luôn đấy ạ. Chị Mai Mẫu xin chào ạ, chị Mai Mẫu hôm nay nhận được hàng của bên em chưa ạ? Chị Lý Tú Anh xin chào nhá, chị Nữ Nguyễn xin chào. Rồi những chị đã đang xem livestream của bên em chấm bài cho em và chia sẻ vào các hội nhóm cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả toàn bộ áo bên em với giá bán là 18k một chiếc áo sơ mi cổ V, rất là sang luôn các chị ạ. Một chiếc áo sơ mi cổ V bên em có giá bán 18k các chị nhá. Chị Cẩm Loan xin chào, rồi những chị nào đang xem livestream chấm bài cho em và chia sẻ vào các hội nhóm cho em đúng không ạ? Rất nhiều màu luôn. Chị Lữ Nguyễn xin chào, chị Phúc Nguyễn xin chào, chị Cẩm Loan xin chào. Chúc tất cả các chị có một buổi chiều thật vui vẻ và một ngày làm việc thật hiệu quả đúng không ạ? Chị Thái Kim Họa xin chào, rồi ạ, chị nhận được hàng đúng chị Mai Mẫu rồi, chị để điện thoại cho bên em nhé. Rồi những chị nào đang xem livestream của shop dáng BBM thì chấm bài cho em và chia sẻ vào các hội nhóm cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên em sẽ bắt đầu xả toàn bộ áo sơ mi cổ V của bên hôm nay với giá bán là 18k một chiếc áo các chị nhá. 18k một chiếc áo rất là đẹp và rất là sang luôn đấy ạ. Và các chị ơi, mùa hè tới rồi thì không thể thiếu những cái chiếc áo sơ mi cổ V như đang mặc trên người đúng không ạ? Rất đẹp và rất là sang luôn ạ. Chị Món Quà Cuối xin chào nhá, chị Băng Giá xin chào, chị Nguyễn Thủy là chị Thu Nguyễn, chị Nguyễn Duyên xin chào. Chúc tất cả các chị có một buổi trưa vui vẻ và một ngày làm việc thật hiệu quả đúng không ạ? Chị Ngọc Diễm xin chào, rồi chia sẻ với các hội nhóm cho em đi ạ. Đủ mốc 100 người xem đầu tiên nha, em sẽ bắt đầu xả toàn bộ áo sơ mi cổ V của em hôm nay với giá bán là 18k một chiếc áo sơ mi cổ V, rất là sang luôn đúng không ạ? Rất nhiều màu luôn các chị nha, màu đỏ đô, màu đen, màu trắng này, đỏ đô, đen trắng, màu da này, rất sang luôn. Và hiện tại là màu đang mặc trên người em là màu cam đất các chị nhá. Rồi em cảm ơn chị Thanh Phương nhá, chúc chị buổi chiều vui vẻ và một ngày làm việc thật hiệu quả chị nhá. Có size to chị Phạm Trang ơi, áo bên em có đủ size từ 40 cân cho tới 85 kg, bên em có đủ size chị nhá. Chị Phương Minh Việt xin chào ạ. Rồi những chị đang xem livestream chấm bài cho em và chia sẻ vào các hội nhóm cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên thì em mới bắt đầu có thể xả được áo bên em với giá bán là 18k một chiếc áo sơ mi cổ V, rất là sang luôn các chị ạ. Một chiếc áo sơ mi cổ V bên em có giá bán là 18k một chiếc áo thôi các chị nhá. Chia sẻ vào các hội nhóm cho em, đủ mốc 100 người xem đầu tiên đúng không ạ? Rồi chị Lưu Nguyễn, chị Lệ Trần, rồi chị Ánh Nguyễn ạ. Chị Thu Nguyễn, chị Muội Muội xin chào nhá, chị Nắng Vô Hình xin chào, rồi chia sẻ với các hội nhóm cho em đi ạ. Rồi chị Phương Phụ xin chào nhá, chị Ngọc Bô Bô xin chào, rồi ạ, em cảm ơn chị Phúc Nguyễn nhá. Chị Ánh Nguyệt cảm ơn chị, rồi ạ, chị Chi Nguyễn cảm ơn chị luôn ạ, chị Lưu Nguyễn cảm ơn chị Muội Muội cảm ơn chị, rồi chia sẻ với các hội nhóm cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên em bắt đầu xả toàn bộ áo sơ mi cổ V của anh em với giá bán là 18k một chiếc áo sơ mi, rất là sang luôn các chị nhá. Chị An An rồi, ok ạ. Sửa cái gì An Nhi nhỉ? Chị Kim Bảy rồi, xin cảm ơn chị Hương Phan, cảm ơn chị ạ, chị Thượng Lưu cảm ơn chị. Rồi chia sẻ các hội nhóm cho em đi ạ. Đủ mốc 100 người xem đầu tiên em bắt đầu xả toàn bộ áo sơ mi cổ V của bên em hôm nay với giá bán là 18k một chiếc áo sơ mi cổ V, rất là sang luôn các chị nhá. Và mùa hè tới rồi thì không thể thiếu những cái chiếc áo sơ mi cổ V như em đang cầm trên tay đâu ạ. Thực sự nó rất cần thiết trong cái mùa hè này các chị ạ, rất cần thiết luôn. Áo sơ mi của anh em là áo sơ mi rất là sang luôn, cổ V rất là sang luôn và rất là đẹp đấy ạ. Chất liệu của chiếc áo này là chất liệu von cát rất là mát luôn các chị nhá. Và mùa hè này không thể thiếu những chiếc áo sơ mi đâu ạ. Đây là màu xanh coban này, màu da này, màu da thì vô cùng sang luôn, màu da thì vô cùng đẹp các chị ạ. Chị Hương Phan xin chào nhá, chị Nhật Quang cảm ơn chị xin chào này, chị Nhung Hoàng xin chào ạ. Chị Kim Bảy xin chào, rồi những chị đang xem livestream của em chấm bài cho em và chia sẻ các hội nhóm cho em nhá. Chia sẻ vào các hội nhóm cho em nhá, đủ mốc 100 người xem đầu tiên thì em sẽ bắt đầu xả toàn bộ áo sơ mi của V của em với giá bán là 18k một chiếc áo sơ mi, rất đẹp rất là sang luôn các chị nhá. Chị Loan Trương cảm ơn chị ạ, chị Ninh Xuân Phượng cảm ơn chị nhá. Chị Chi Nguyễn cảm ơn chị ạ, chị Mây Cỏ Hoa cảm ơn chị nhá. Rồi chị An Nhi không thích em phải đi ra ngoài đúng không ạ? Chị Lưu Nguyễn cảm ơn chị nhá, chị Thúy Lưu cảm ơn chị, rồi chia sẻ các hội nhóm cho em nhá.
đủ mốc 100 người xem đầu tiên nha. Em bắt đầu xả với giá bán 18k một chiếc áo sơ mi rất là sang luôn các chị nhá. Áo bên có màu đỏ đô, rất nhiều màu này, đỏ đô, trắng đen này, xanh coban rất là đẹp luôn đấy ạ. Phí ship 30.000, chị Nguyễn Cẩm Nhung nhận bên pin yếu, pin yếu em ơi. Chị Phạm Trang cảm ơn chị, là chị Thảo Đông Cáo, là chị Lạnh Nhung đúng không ạ? Áo sơ mi cổ V của bé hôm nay có giá bán là 18k một chiếc áo sơ mi cổ V rất là sang luôn, rất nhiều màu cho chị lựa chọn luôn này. Màu đỏ đô này, màu đen này, màu trắng này, màu tím, màu xanh coban và màu da nhá. Màu da thì vô cùng sang các chị ạ, màu da vô cùng sang, vô cùng đẹp. Và với giá bán sơ mi của anh em là 18k cho một sản phẩm thôi ạ. Nên chị nào muốn mua chiếc áo này của anh em với giá bán là 18k thì để lại cho em comment nhá. 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em đúng không ạ? Chân váy bên cũng có bán luôn nhá, chân váy ôm của bên em chất liệu umi và có đủ size. Bên cũng xả là với giá bán là 18k, áp dụng chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần cho hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Chị Diệu Hồng 65kg mặc size XL cho em, chị Diệu Hồng nhớ để lại cho em 18k kèm màu chị thích và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Em xin nhắc lại là với giá bán 18k của bên em toàn bộ áo sơ mi rất nhiều màu ở đây, với giá bán của bên em là chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi chị nhá. Và 5 lần cho hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Chị Trần Thư ơi, chị muốn lấy áo này không thì chị comment cho em 18k kèm màu chị thích và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em đúng không ạ? Và sau đó là chị nhớ quay ra chia sẻ cho em để mình mua hàng bên em với giá bán là 18k một chiếc áo sơ mi cam đất rất là sang nhá. Thực sự là cái màu cam đất của bên em là cái màu rất là chạy luôn, chứ không phải chạy, rất là chạy, rất chạy luôn nhá. Và chất liệu của chiếc áo này bên em là chất liệu van nhá, van là van cát chứ không phải là van thường các chị nhá. Các chị nhìn này, van cát rất là mát luôn. Và các chị ơi, mùa hè tới rồi thì không thể thiếu những cái chiếc áo này khi mặc ra ngoài đường đúng không ạ? Chiếc áo này của bên em là thiết kế dài tay nhá, chị nào không thích dài tay các chị có thể sắn tay áo như em đang mặc đây, không sắn tay áo lên mà thành áo lỡ lỡ rất là sang luôn đấy ạ. Và mình có thể kết hợp với quần sóc này, quần chân váy ôm, chân váy xòe được rất là sang luôn các chị nhá. Và các chị ơi, hãy sắm cho mình một cái chiếc áo sơ mi cổ V với giá bán 18k của bên em đi ạ. Em xin nhắc lại cho những chị vào sau là áo sơ mi cổ V của bên em có rất nhiều màu luôn nhá. Từ 40cân cho tới 85kg là bên em có đủ size của chiếc áo này được chưa ạ? Từ 40cân tới 85kg bên em có đủ size nhá. Và thiết kế của nó là thiết kế cổ V vô cùng sang trọng luôn, rất nhiều màu luôn. Màu da, màu trắng, màu đen, màu khói, màu nào cũng đẹp và màu nào cũng sang. Bên em có thêm cả màu đỏ đô với giá bán bên em là 18k cho một chiếc áo sơ mi rất là sang luôn được chưa ạ? Rồi các chị ơi, em xin nhắc lại cho anh chị vào sau là áo sơ mi cổ V của bên em có giá bán là 18k một chiếc áo sơ mi rất là sang luôn nhá. Với giá bán 18k của bên em chỉ bán cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần chiếc hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Chị Violet ơi, chị 65kg, chị mặc size XL cho em chị nhá, mặc size XL vừa đẹp luôn nhá. Em cao 1m6 và em nặng 47kg và hiện tại cả set trên người em đang mặc hiện tại là cả một set size S luôn các chị nhá. Và đang cầm trên tay em đây là màu da này, màu da màu xanh coban này, da xanh coban, tím này, đen, trắng, đỏ đô, rất là sang luôn các chị ạ. Rất là sang và rất là mát luôn, chất liệu của nó chất liệu van cát rất là mát và rất là đẹp luôn đấy ạ. Rồi chị Quang Thủy, em thấy comment của chị rồi nhá. Các chị ơi, các chị mình muốn không ẩn comment thì các chị hãy chia sẻ để mình không bao giờ bị ẩn comment và được chốt đơn hàng với giá bán là 18k thật nhanh chóng được không ạ? Áo bên em thì có đủ màu nhá. Em hiện tại em chỉ còn có màu da này, màu xanh coban, màu tím, màu đen, màu trắng với giá bán 18k chị nhá, 18k chiếc áo sơ mi thôi. Nên chị nào muốn mua chiếc áo này của em thì để lại cho em 18k này kèm màu, kèm số điện thoại và nhớ sau đó quay ra chia sẻ cho em luôn 3 lần trang cá nhân và 5 lần chiếc hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Chị Xuân Phương lấy một chiếc màu cam đất 60kg mặc size XL cho em chị nhá. Chị Thủy Cún lấy 18k màu đen rồi, chị đã chia sẻ cho em đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần chiếc hội trợ nhóm cho em chưa ạ? Áo sơ mi bên rất là đẹp và rất là sang luôn. Một set của bên em là em bán rồi nhá. Em bán cả rồi luôn này, áo 18.000 và chân váy cũng 18k luôn chị nhá. Chân váy của em là chân váy chất liệu umi và có đủ size. Chân váy của em chất liệu umi có đủ size từ 40 cân cho tới 2XL, tức là từ 40 tới 75kg em có đủ size của chiếc chân váy này đúng không ạ? Còn riêng áo bên em, đối với áo bên em thì có đủ size từ 40 tới 85kg nữa chị nhá. Còn chân váy của bên em chỉ có size từ size S cho tới size 75kg đủ xuống bên em có size nữa chị ạ. Chị Thu Thủy Võ 62kg thì chị mặc size XL cho em chị nhá. XL cho em ạ. Rồi ok, chị Ánh Tuyết Nguyễn đây một chút ạ, chị Hoàng Yến rồi ạ. Còn chị nào muốn mua được không thì nhanh chóng để lại cho em comment theo đúng cú pháp là 18k kèm màu các chị thích và kèm theo số điện thoại của mình cho em đi ạ. Màu chị đang mặc trên người của em là màu cam đất. Thực sự là cái màu cam đất này nó quá là lạ và quá là mát và quá là đẹp, quá xinh và quá sang, quá chảnh luôn các chị nhá. Cái màu cam đất của em thì vô cùng lạ và vô cùng đẹp luôn. Nên các chị hãy sắm cho mình một cái chiếc áo sơ mi màu cam đất cổ V đi ạ. Cổ V thì nó vô cùng sang, nó sang hơn cái kiểu cổ tròn bởi vì là thiết kế cổ V thì cổ V thường thường rất là sang luôn các chị nhá.
chị Phạm Minh Hương một chiếc cam đất size M đúng không ạ? 53kg mặc size M cho em chị nhá. Chị Hoàng Lan cảm ơn chị. Chị Hồ Hà một chiếc màu trắng rồi đã chia sẻ đủ cho em 3 lần trang cá nhân chưa ạ? Và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em chưa ạ? Áo sơ mi của em có hiện tại là có 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hiện tại bên em có 7 màu nhá. Sơ mi cam đất của bên em có 7 màu. Có 7 màu luôn. Chị nào thích màu nào thể comment màu đấy cho em nhá. Màu cam đất thì nó quá là sang và quá là đẹp luôn các chị ạ. Rồi chị Sally xin chào, chúc chị buổi chiều vui vẻ và một ngày làm việc thật hiệu quả đúng không ạ? Chị Hường Tròn đúng không ạ? Chị 48kg mặc size M cho em cho xinh chị nhá. Chân váy size S 18k cho em xin số điện thoại chị Ánh Tuyết Nguyễn được không ạ? Em xin nhắc lại là áo sơ mi bên có giá bán là 18k một chiếc áo sơ mi nhá. Áo sơ mi cổ V rất là sang luôn các chị ạ. Mùa hè này thì không thể thiếu những chiếc áo sơ mi cổ V này rồi ạ. Và bên em thì rất là nhiều màu luôn. Hiện tại em chỉ còn màu rất là nhiều màu là em chỉ còn màu da, màu xanh coban, màu đen, màu trắng, đỏ đô thôi các chị nhá. 60kg chị mặc size XL cho em chị nhá. Chị Vân Kim đợi em một chút là chị Khoa Nguyễn Đằng ơi, bao nhiêu một áo ạ? Một áo bên em là có giá bán là 18k một sản phẩm chị nhá. 18k một chiếc áo sơ mi rất đẹp luôn đấy ạ. Chị Hạnh Silo bao nhiêu một cái? Chị bây giờ chị ấy vào đúng không? 18.000 chị nhá. 18k một chiếc áo sơ mi đi ạ. Đấy ạ. Chị muốn mua thì để lại cho em comment 18k kèm màu kèm số điện thoại cho em đi ạ. Với giá bán 18k của bên em là giá bán chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Cái màu đầu tiên đang cầm trên tay em đây là màu da nhé, chứ không phải là màu bò đâu chị ạ. Đây là màu da hoặc là có thể màu nâu cũng được. Màu này màu da rất là sang luôn đó chị ạ. Màu da 18k một chiếc áo thôi, rất đẹp luôn đấy ạ. Chị Ngô Mộc Mỹ bao nhiêu một cái? 18k chị nhá. 18k đúng rồi ạ. 60kg mặc size XL cho em đi ạ. Chị cao 1m50 bên em vẫn có đủ size chị nhá. 53kg mặc size M cho em nhé, chị Thu Thủy nhá, mặc size M cho em cho xinh đi ạ. Rồi còn chị nào muốn mua chiếc áo này của bên em không thì nhanh chóng để lại cho em comment 18k này kèm màu các chị thích và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em nhé. Quần sóc đùi thì bên em hiện tại không live stream không xả nhá chị Phương Trang nhá. Hiện tại em chỉ xả mỗi áo của bên em với giá bán là 18k thôi chị ạ. Rồi các chị ơi, còn chị nào muốn mua chiếc áo này của anh em với giá bán 18k hay không thì nhanh chóng để lại cho em comment đi ạ. 18k kèm màu và kèm theo số thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em để chốt 18k các chị đúng không ạ? Và các chị ơi, mình muốn không nhận comment thì các chị hãy nhớ là quay ra chia sẻ mình không nhận comment đúng không ạ? 18k màu da, chị Jenny Trang lấy một chiếc màu da, chị cho em xin số điện thoại chị nhá. Chị Thúy, Thị Thúy Còi 46kg, chị mặc size S cho em chị nhá, chị cho em xin số điện thoại đúng không ạ? Chị Ngọc Yến một chiếc 45kg chị mặc size cho em nhá. Để lại cho em comment là 18k kèm màu chị thích và kèm theo số điện thoại trên cùng một dòng comment cho em luôn đi ạ. Các chị ơi, mùa hè tới rồi thì các chị lên sắm cho mình một chiếc áo sơ mi cam đất nha, em mặc trên người đi ạ. Một chiếc áo sơ mi cam đất rất là sang luôn và với giá bán của bên em là 18k cho một chiếc áo sơ mi cam đất thôi ạ. Áo đang mặc của em là size S nhá chị Lặng Phạm Nga nhá, size S chị ạ. 18k màu, đây không phải là màu vàng, đây là màu da, em xin nhắc lại màu cho chị xem nhá. Đang mặc trên người của em là một màu cam đất, còn đây là màu da này, đây là màu da chị ạ. Màu da rất là sang luôn, 18k một chiếc màu da này, 18k một chiếc màu xanh coban này. Đây là màu tím nhá, chị nào thích màu, yêu thích màu tím có thể comment cho em cả màu tím nhá. Màu tím rất là sang luôn, đây là màu tím đấy ạ. Màu tím đây, còn đây là màu trắng nhá, tím trắng này. Tím trắng đen đỏ đô, 18k một chiếc, áp dụng chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? Chị Bích Huệ thấy comment của chị rồi ạ. 54kg thì chị mặc size L cho em chị nhá. Chị em Ngân ơi, 18k đúng rồi ạ. Chị muốn mua áo này thì để lại cho em comment 18k kèm màu kèm số điện thoại cho em đi ạ. Chị Vân My 58kg mặc size L cho em chị nhá, mặc size L cho em. Để lại cho em nhá, để lại cho em số điện thoại luôn đi ạ. Chị cô chủ nhỏ một chiếc 53kg mặc size M cho em xin số điện thoại luôn chị nhá. Có size XL cho chị Kim Hoa Lê nhá. Các chị ơi, lên sắm cho mình một cái chiếc áo sơ mi đi, em thấy lực thực sự là rất cần thiết trong cái mùa hè này nhá. Áo sơ mi của anh em là áo sơ mi dài tay và các chị có thể sắn tay áo như em đây ạ, sắn tay áo rất là đẹp luôn. Chị Cún Con một chiếc màu cam đất rồi đã chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm chị ạ. Em xin nhắc lại là em chỉ bán giá 18k áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi ạ. Và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em nhá thì em mới tính nhá. Các chị mà chia sẻ để chế độ công khai, không để chế độ công khai thì em sẽ không tính và không thể chốt đơn 18k cho các chị đâu ạ. Tại vì bên em đã sale lỗ vốn với giá bán là 18k một chiếc áo sơ mi rất là đẹp rồi đấy ạ.
Rồi còn chị nào ở đây muốn mua chiếc áo sơ mi này không thì nhanh chóng đặt hàng luôn cho em với giá bán là 18k. Một chiếc áo sơ mi cổ V rất là sang nhỉ. Nhanh chóng comment luôn cho em với giá bán 18k chị nhá. Mấy đâu? Rồi chị Minh Ly, các chị ơi mình muốn không nhận comment thì các chị hãy nhớ là quay ra chia sẻ cho em để mình không bao giờ nhận comment đúng không ạ? Không bao giờ nhận comment luôn các chị nhá. Chị Lưu Thanh Lan 48kg mặc size M cho em, chị tiểu thư rồi ok. Em xin nhắc lại là em bán cả chân váy luôn nhá, em bán cả set này. Chân váy của em thì có giá bán là 18k một chân váy và có đủ size từ 40 cân cho tới 40 cân cho tới 75kg, tức là từ size S cho tới size 2XL. Còn riêng áo của em có đủ size từ 40 tới 85kg các chị nhá. Từ 40 tới 85kg ạ. Chị Mai Mẩu cảm ơn chị nhá, chị Ánh Ngọc Xưa, chị Bay Cỏ rồi, em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Còn chị nào muốn chốt cái mã này không thì chốt luôn cho em với giá bán 18k nhanh chóng cho em luôn đúng không ạ? 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em luôn nhá. Và các chị lưu ý cho em là em chỉ bán giá 18k cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi ạ. Và 5 lần chữ hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Các chị ơi khi bên em gọi chốt đơn hàng với các chị nhớ để điện thoại cho bên em nhá. Chị Cải Thảo ơi, bây giờ mình thấy comment của chị Cải Thảo nhá. Rồi chị Lam Hoa lấy một chiếc màu trắng chị so cho em xin số điện thoại là 18k màu trắng và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhé. Và nhớ quay ra chia sẻ cho em để mua hàng với em với giá bán 18k đúng không ạ? 18k một chiếc áo sơ mi cổ V rất là sang luôn với giá bán 18k của bên em. Là giá bán chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi ạ. Và 5 lần chị hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Rất đẹp và rất là sang luôn đấy ạ. À, áo này là áo có cổ, áo này là áo cổ V nhé chị nhé. Chị Trúc Phương Nguyễn ơi, em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Chị ra bảo lấy một chiếc màu đen size XL đúng không ạ? Rồi còn chị nào muốn mua thì nhanh chóng để lại cho em theo đúng comment nhá. 18k kèm màu kèm số điện thoại. Các chị ơi, hiện tại đang mặc trên người em là một màu cam đất nhá. Đây là cam đất, cái cam đất thì rất là sang rồi. Cái cam đất này các chị đi bó động không vào có màu này luôn, tại vì cái màu rất là lạ, rất là đẹp luôn, rất là sang luôn đấy ạ. Và chất liệu của nó là chất liệu van cát rất là mát các chị nhá. Van cát rất là mát luôn, các chị nhìn chất liệu chưa? Rất là mát luôn và với giá bán 18k của bên em chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi ạ. Rồi chị Thu Lê lấy một chiếc thì cho em xin số điện thoại chị Thu Lê nhá. Còn chị nào muốn mua nữa không thì nhanh chóng lại cho em comment cho em luôn đúng không ạ? Chị Lưu Nguyên thấy comment của chị rồi nhá. Chị Nguyễn Thị Phương Vi xin chào ạ. Chị Thanh Hương xin chào ạ. Rồi chị Lữ Nguyễn cảm ơn chị nhá. Còn chị nào muốn mua nữa không thì cũng nhanh chóng để lại cho em với giá bán là 18k của anh em nhá. Em xin nhắc lại màu cho các chị xem này. Đây là màu da nhá, màu da 18k được chưa ạ? Màu da 18k nhá. Đây màu da đây. Đây là màu xanh coban này. Đây là màu tím này, màu tím thì cũng vô cùng sang đấy. Màu tím này. Đây là màu trắng nhá. Đây là màu đen. Còn đây là màu đỏ đô. Đỏ đô rất là sang luôn các chị ạ. Đỏ đô cũng vô cùng sang luôn. Áo bên em thì có rất nhiều màu luôn, các chị có thể lựa chọn màu cho em với giá bán là 18k một sản phẩm nhá, rất là sang luôn. Màu đỏ đô này, màu da, đỏ đô da xanh coban này, tím này, đây là trắng và đây là đen đúng không ạ? Rồi, em cảm ơn chị Lê Kiều Nga lấy một chiếc nữa đúng không ạ? Rồi, chị Diễm Quỳnh lấy đăng mặc thì comment cho em 18k kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em trên cùng dòng comment cho em luôn nhá. Chị Nguyễn Thảo cam đất rồi, chị đã chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần chữ hội trợ nhóm chưa ạ? Các chị ơi, em xin nhắc lại cho chị vào sau là để mua áo bên em với giá bán 18k được chưa ạ? Các chị chỉ việc comment là 18k kèm màu kèm số điện thoại cho em thôi ạ. Và sau đó là mình nhớ là quay ra chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần chữ hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Để mua hàng bên em với giá bán 18k thì thực sự là nó vô cùng đơn giản luôn các chị nhá. Các chị chỉ việc comment 18k kèm màu các chị thích và kèm theo số điện thoại trên cùng một dòng comment cho em thôi. Và sau đó là mình nhớ quay ra chia sẻ cho em luôn để mình không dập biển comment và được chốt hàng với giá bán 18k thật nhanh chóng được không ạ? Rồi em cảm ơn chị Nguyễn Thường nhá. Em thấy cái comment của chị rồi đấy ạ. Chị nào muốn không cần comment của mình thì chị hãy nhớ là quay ra chia sẻ để mình không cần comment và được chốt đơn hàng với giá bán là 18k nhanh chóng đúng không ạ? Chị Thảo xinh lơ rồi lấy một chiếc đúng không ạ? Chị Hương Giang xin chào nhá. Rồi cảm ơn chị. Còn chị nào muốn mua được không thì nhanh chóng đặt hàng luôn cho em với giá bán 18k bắt đầu chốt đúng không ạ? Chị Hồng Nga xin chào nhá. Xin chào rồi. Đây là màu đỏ đô này. Đỏ đô rất là sang luôn các chị ạ. Đỏ đô đây là màu da này. Đỏ đô da xanh coban đen trắng này rất sang và rất là đẹp luôn. Các chị ơi, các chị lưu ý cho em là em chỉ bán giá 18k áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi các chị nhé. Và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em thôi ạ. Chị Hoa Đoàn màu đỏ. Màu đỏ đô của em thì sẽ như này chị ạ. Đỏ đô của em đây ạ. Đỏ đô em sẽ như này.
Và chất liệu của bên em là chất liệu voan cam rất là mát luôn các chị nhá. Màu cam đất của bên em thì quá đẹp luôn rồi, quá đẹp luôn và quá xuất sắc rồi đấy ạ. Chị Thiên Thái màu cam rồi, cam đất đúng không ạ? Còn chị nào muốn mua được không thì nhanh chóng comment và nhớ chia sẻ để mua hàng với giá ưu đãi bên em là 18k một chiếc áo đúng không ạ? Rồi màu đang mặc trên người em là màu cam đất nhá, còn đây là màu da này. Màu da, màu đỏ đô, màu đen, màu trắng, màu tím rất đẹp và rất là sang luôn đấy ạ. Áo bên em thì có đủ size từ 40 cân cho tới 85 kg đúng không ạ? Từ 40 tới 85 kg bên em có đủ size nhá. Nên khi các chị mua hàng của bên em chỉ việc comment cho em 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em đúng không ạ? Rồi chị Thu Liên cảm ơn chị Phương Mai, em thấy chị rồi nhá, chị Sương Sớm đúng không ạ? Chị Mỹ Đặng Huệ này. Rồi chị Diễm Huệ 18k màu tim size XL 62 kg mặc size XL cho em chị nhá. Chị đã chia sẻ 5 lần để mua hàng bên em với giá bán 18k chưa ạ? Chị Nguyễn Thị Dùng bao nhiêu kg mặc vừa? Từ 40 tới 85 kg là bên em có size nhá chị nhá. Chị cần comment cho em mã 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình thôi ạ. Chị Lê Minh Châu Lê cảm ơn chị một chiếc đỏ đô 18k rồi đã chia sẻ đủ 5 lần cho em chưa ạ? Chị Thông Điệp Vàng cảm ơn chị nhá. Em thấy comment của chị rồi nhá. Rồi còn chị nào muốn lấy áo màu nào thì comment nhanh chóng cho em để chốt đúng không ạ? 18k kèm màu kèm số điện thoại cho em trên cùng một dòng comment luôn cho em nhá. Rất nhiều mày đúng không ạ? Màu đúng không ạ? Chị Yến Nhi ơi, chị Yến Nhi không thích em thì đi ra ngoài đúng không chị? Chị Râu La inbox giùm nhé, ok cảm ơn chị. Còn chị nào muốn mua nữa không thì nhanh chóng chốt luôn cho em với giá bán 18k đúng không ạ? Rồi chị Lâm Lùn thấy comment của chị rồi, chị Thảo Sinh L cảm ơn chị nhá, cảm ơn chị nhiều. Chị Hương Nguyễn này 18k màu da size M rồi, còn chị nào muốn mua thì nhanh chóng cho em. Em xin nhắc lại với áo bên em là 18k chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi chị nhá. Và 5 lần chị hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? 60 kg chị Trung Acid mặc size XL cho em nhá. Comment mãi mà không thấy trả lời đúng không ạ? Comment mãi mà không thấy trả lời thì chị hãy cùng tương tác với em để em nhìn thấy tượng comment của chị đúng không ạ? Tại vì cái số lượng người xem nó rất là đông thì em sẽ không thể trả lời câu hỏi của mình đúng không ạ? Sẽ ẩn comment đấy ạ. Chị Nguyễn Huỳnh An ơi, áo bên em có giá bán 18k chị ạ. Đây là màu cam đất này, cam đất rất là sang luôn. Cam đất rất là sang luôn. Chị Nguyễn Anh Tùng 18k cam đất chị lấy màu gì đấy chị? Size gì đấy chị? Chị Gia Bảo này, ok cảm ơn chị này. Chị Nguyễn Hậu rồi, nhanh chóng chốt luôn cho em với giá bán 18k áp dụng chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em nhá. Rất đẹp và rất là sang luôn. Màu da đỏ đô, xanh coban, tím, đen, trắng. Màu đang mặc trên người của em là màu cam đất nhá. Màu cam đất rất là sang luôn đấy ạ. Màu cam đất thì nó vô cùng đẹp rồi ạ. Cam đất của nhà em thì nó vô cùng đẹp luôn nhá. Chị Chi Nguyễn này nãy giờ không thấy trả lời chị đúng không ạ? Em không nhìn thấy comment của chị nhá chị ạ. Bây giờ em thấy comment của chị đấy ạ. Chị Nguyễn Tường Vi này, rồi chị Vi Nam nhá. Chị món quà cuối cảm ơn chị rồi, còn chị nào muốn mua thì chốt luôn cho em với giá bán 18k nhanh chóng cho em đúng không ạ? Chị nào chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn cho em nào. Chị đã chia sẻ rồi comment cho em đã chia sẻ và chia sẻ bao lần bắt đầu chốt với giá bán 18k đúng không ạ? Không biết hôm nay chị nào sẽ là người may mắn mua được áo bên em với giá bán 18k đây ạ. Không biết hôm chị nào hôm nay đúng không ạ? Rồi chị Nguyễn Lê cảm ơn chị. Mở sẵn đi. Áo bên em có đủ size từ 40 cân cho tới 85 kg, bên em có đủ size các chị nhá. Nên các chị chỉ việc comment cho em là 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em đi ạ. Chị nào chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn cho em để tránh tình trạng bị ẩn comment đúng không ạ? Rồi chị Hiền Bùi ơi, thực sự bây giờ em nhìn thấy comment của chị nhá, chị Hiền Bùi nhá. Màu cam đất cổ V này với giá 18k, đây là màu da rất nhiều màu luôn, 18.000 một chiếc thôi ạ. Rồi bắt đầu chốt 18k nhá. Không biết chị nào hôm nay của bên em sẽ là người may mắn mua hàng bên em với giá bán 18k đúng không ạ? Hiện tại trên màn hình chính của em đang ghim cái số điện thoại là 0912 đúng không ạ? 991648. Không biết chị nào hôm nay sẽ là người may mắn mua được phần này, mua được chiếc áo này của bên em với giá bán 18k thì các chị hãy cùng theo dõi nhá. Rồi, con số may mắn đầu tiên của bên em hôm nay sẽ là con số nào đấy ạ? Em sẽ ấn liên tục nhá các chị nhá. Rồi, con số may mắn đầu tiên của xe hôm nay sẽ là con số 35 này. Chị nào có đuôi số điện thoại 35 thì nhanh chóng gọi điện về cái số điện thoại 0912991648 để em trao phần thưởng cho chị là một chiếc áo sơ mi cổ V với giá bán là 18k một sản phẩm nhá. Rồi, con số may mắn tiếp theo của bên em hôm nay sẽ là con số 06 này, con số 35 và con số 06. Con số may mắn tiếp theo của bên em hôm nay sẽ là con số 25 được chưa ạ? Con số 25, con số may mắn tiếp theo hôm nay của bên em sẽ là con số 45 này được chưa ạ?
Con số may mắn tiếp theo của hôm nay sẽ là con số 16 này. 0625451635 được chưa ạ? Rất nhiều số luôn, chị nào có đuôi số điện thoại thì nhanh chóng gọi điện về số điện thoại của em đang ghi trên màn hình đúng không ạ? Để bên em trao cho các chị những cái phần quà này của bên em với giá bán là 18k một chiếc áo đúng không ạ? Nhanh chóng cho em xin đọc số con số may mắn này 16 này 06 được chưa ạ? 0616253545 nhá. 0616253545, chị nào có đuôi số điện thoại là 06 ạ. Chị nào có đuôi số điện thoại là 06 này 16 35 25 và 45 chưa ạ? Không ạ. Thì nhanh chóng gọi điện về số điện thoại của em đang ghi trên màn hình để em trao cho các chị những phần quà này của bên em với giá bán của nó là 18k một sản phẩm đúng không ạ? 45 có không nhỉ? 45 có đúng không? Rồi 45 là có người gọi rồi đấy ạ. Alo, Facebook của chị là gì? Chị Linh Linh đúng không ạ? Dạ dạ. À rồi, em xin chúc mừng chị là người may mắn đã mua được áo bên em với giá bán 18k chị nhá. Cảm ơn chị. Dạ, đúng rồi, một cái đúng rồi, một cái chia sẻ giúp em nhé, để chụp lại màn hình cho em nhé. Dạ, chia sẻ 5 lần rồi, cảm ơn chị. Rồi, chụp lại màn hình cho em rồi, cảm ơn chị. Rồi, con số 45 đã đi qua rồi. Hiện tại là em chỉ còn con số là 06, 25, 35 và 16 thôi ạ. 45 có người gọi rồi em sẽ không tính nữa chị nhá. 45 vừa chị Linh Linh gọi rồi em sẽ không tính nữa đâu ạ. Hiện tại là em chỉ còn số 06, 16, 25 và 35. 06, 16 06 này, 16 này, 25 và 35 là hiện tại chưa có ai gọi điện. 45. Chị ơi, 45 vừa có người gọi rồi chị ạ. 45 có người gọi rồi. Các chị ơi, em chỉ còn số là 06 này. 06 16 06 25 và 35. Chị nào ở đây có đuôi số điện thoại là 06 không ạ? 06 này, 16 này, 25 và 35 thì nhanh chóng gọi điện về số điện thoại của bên em đúng không ạ? Để em trao cho các chị những phần quà này của bên em với giá bán là 18k nhá. Rồi, 25 có người gọi rồi ạ. Alo. Alo ạ. Facebook của chị là gì? Mỹ Dung đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Rồi em cảm ơn chị nhá. Chúc mừng chị là người may mắn tiếp theo đã mua được áo bên em với giá bán 18k. Xin chúc mừng chị ạ. Chị chia sẻ và chụp lại màn hình cho em, gửi qua inbox cho em nha, để em check chia sẻ lần nữa nhá. Dạ, chia sẻ hả chị? Rồi, chia sẻ thêm cho em, cảm ơn chị. Vâng. Số 45 và 25 đã qua rồi. Hiện tại là em chỉ 25 của người gọi rồi. Hiện tại là em chỉ còn số 06, 16 và 35 nhá. 06, 16, 35 chưa ai gọi đúng không ạ? 35 có người gọi luôn này, 35 có người gọi luôn rồi nhá. Số 35. Alo. Alo. Facebook của chị là gì ạ? Facebook của em là Hoàng Sơn. Hoàng Tươi ạ? Hoàng Sơn. Hoàng gì ạ? Hoàng Sơn ạ. À, Hoàng Sơn đúng không ạ? Vâng, em xin chúc mừng chị nhá, là người may mắn tiếp theo đã mua được áo bên em với giá bán 18k chị nhá. Vâng. Rồi, em cảm ơn chị. Vâng, vâng. Vâng, 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 vâng. Thế thì hiện tại là em chỉ còn cái số 06 và 16 thôi các chị nhá. Em chỉ còn số là 16 và 06 chưa ai gọi, 16 và 06 chưa ai gọi nhá. Nên chị nào có số đuôi số điện thoại là 16 và 06 thì nhanh chóng gọi điện về số điện thoại của em. Số 06 là có người gọi rồi, alo. Alo ạ? Không nói gì nhỉ? Hiện tại là em còn số 06 và 16, em sẽ bỏ đây đúng không? Em sẽ để đây đúng không ạ? Hiện tại là em còn số 06 và 16 là chưa có ai gọi điện các chị nhá. 25 có người gọi rồi đấy, các chị vui lòng đừng gọi 25 nhá. 25 có người gọi rồi đấy ạ. Em còn số 16 và 06 chưa ai gọi đúng không ạ? Vừa công bố một tí thôi mà các chị đã tụt lượt view rồi đúng không ạ? Các chị ơi, hãy cùng tương tác với em và chia sẻ cho em đúng không ạ? Kéo lượt view cho em như lúc đầu đúng không ạ? Để em bắt đầu chốt tiếp với giá bán là 18k một chiếc áo này các chị nhá. Còn bây giờ hiện tại cái người xem của em đang bị tụt xuống thì em xin phép quay ra bán hàng khoảng 15 phút này. Rồi sau đó em sẽ quay trở lại chốt tiếp cho chị với giá bán là 18k một chiếc áo này đúng không ạ? Em sẽ quay trở về với cái giá gốc của chiếc áo của bên em nhá. Cái áo này của bên em có mã là B2 này. Áo này bên em có mã là B2 và với giá bán B2 của em hiện tại trên cửa hàng của em đang bán là 230.000 một chiếc nhá. Nhưng trong cái livestream này em giảm từ 230 xuống còn 140.000 một áo đúng không ạ? Nên chị nào mà thích sản phẩm này của bên em có thể comment cho em là B2 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em đúng không ạ? Quay tiếp đi shop, hiện tại cái lượt view đang bị giảm nhá, chị xin biển nhá. Rồi B2 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Kiều Anh Visa, chị là có được là người may mắn không chị? Chị Diễm Quỳnh ơi, số 25 thì đã có người gọi trước chị rồi chị nhá. Chị Hoàng Sơn ơi, chị có thể inbox cho em đúng không ạ? Inbox cho em địa chỉ để em chốt đơn hàng 18k chị đúng không ạ? Còn bây giờ là em sẽ xin phép quay ra bán hàng khoảng 15 phút nữa, rồi sau đó em sẽ quay trở lại chốt tiếp cho chị với giá bán 18k đúng không ạ? Cái áo này của bên em này có mã là B2 và với giá bán của bên em là 140.000 một áo nhá. Chị nào mà thích sản phẩm này của bên em có thể comment cho em là B2 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em đúng không ạ?
B2 của em có giá bán là 140.000 một áo thôi. Chất liệu của nó chất liệu rất là mát luôn, chất liệu von cáp rất là mát luôn đúng không ạ? Rồi, chân váy của em thì là 100 chân váy của em 160 đúng không chị? Chị Trịnh Hải ơi, chị Trịnh Hải, chị có là người may mắn không chị? Những chị nào mà gọi sau các chị thì sẽ không được tính các chị nhá, chị làm nhanh thì được đúng không ạ? Chị Quyên Đỗ 63kg mặc size XL cho em chị nhá. 63kg mặc size XL cho em đúng không ạ? Chị Bà Cụ Non lấy sản phẩm nào của bên em chị nhỉ? Chị Nguyễn Huỳnh Ngan xí tít với các tỉnh là 30.000 chị ạ. Em xin nhắc lại là với giá bán của bên em là B2 của bên em là 140.000 một áo đúng không ạ? 140.000 một áo thôi, có rất là nhiều màu này. Màu da này, màu đỏ đô này, da đỏ đô này, màu đây là màu xanh coban này, màu tím này, đây là màu trắng này, còn đây là màu đen được chưa ạ? Các chị mua hàng của em chỉ việc lại cho em B2 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em đúng không ạ? Rồi ok chị Đỗ Thanh Vân nhá, chị Ngọc Hà rồi đấy ạ. Rồi ok chốt rồi đi nhá chị nhá. Chị Hiền Bùi ơi, chị gọi điện trước chị nhá chị nhá. Chị 58kg mặc size L cho em đúng không ạ? Chị Vua Kim Tuyến 54kg mặc size M cho em cho đẹp đúng không ạ? Em xin nhắc lại là cái mã B2 của em hôm nay có giá bán là 140.000 một áo đúng không ạ? 140.000 một áo. Hôm nay các chị những chị nào mà không mua được áo bên em với giá bán là 18k thì các chị đừng vội buồn nhá. Và biết đâu cái livestream tiếp theo của bên em thì các chị cũng sẽ là người may mắn mua được áo bên em với giá bán 18k đúng không ạ? 45kg mặc size S cho em chị nhá. Chị Hồng Trương, chị Hiền An đi lấy B2 rồi màu đen cho em xin số điện thoại luôn nhá. Chị Hồng Hương 52kg mặc size M cho em này. Để lại cho em B2 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em nhá. Chị Thúy Hằng ơi, vui lòng không comment 18k nữa. Các chị đang xem live của em có thể comment cho em là hết 18k ngừng 18k đúng không ạ? Chị Hiền An đi lấy B2 màu đen rồi, chị Tuyết Nguyễn 58kg mặc size L cho em nhá. Chị Hoa Nguyễn 50kg mặc size M cho em chị nhá. Chị Như Phạm rồi ok chị. Chị Nông Tố Như hết 18k, chị Trang Linh ok, chị 70kg cam đất rồi. Chị Nguyễn Thường 68kg mặc size XL cho em nhá. Chị Dũng Tân Huyền Đức 70kg mặc size 2XL cho em đúng không ạ? Em xin nhắc lại của bên em với mã bên em là B2. B2 màu cam đất này, cam đất của bên em là 140.000 đúng không ạ? Rồi chị Tô Hoa phải comment luôn cho em cả cái mã nhá. Phải có mã và có số điện thoại bên em mới lên đơn được đúng không ạ? Không có mã và không có số điện thoại bên em sẽ không thể lên đơn được đúng không ạ? Chị Ly Lũ thể inbox lại cho em kiểm tra hàng của mình đúng không? Ok, chị Hiền HD nhá. Chị Đinh Hà ok, B2 màu đang mặc màu căn đất đúng không ạ? Bà Cụ Non B6 và B1 ok, chị comment và chụp và gửi qua inbox cho em đúng không ạ? Các chị ơi phải có B2 kèm số điện thoại B mới lên đơn được nhá. Các chị mới comment mỗi số điện thoại không thì em sẽ không thể lên đơn hàng cho chị đâu ạ. Có rất là nhiều màu luôn. Ok, chị Diên Hồng này, chị Phú Đào đúng không ạ? Một chiếc. Chị Mai Tran một chiếc đúng không ạ? Chị Thúy Nguyễn một chiếc tiếp theo ạ. Rồi các chị để lại cho em B2 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Em xin nhắc lại B2 của bên em là 140.000 đúng không ạ? 140.000 một áo nhá. Chị Phạm Thị Xuân 46kg, chị mặc size S cho em đúng không chị? Rồi ok, chị Bà Cụ Lon lấy B6 và B6 và áo chế vai B1 đúng không ạ? Chị Kiều Anh vì sao hôm nay mình không may mắn thì chị đợi những cái livestream tiếp theo của bên em đúng không ạ? Chị Nguyễn nên chị đừng comment thế chị nhá. Chị Nguyễn Thường B2 màu da size XL đúng chị? Rồi ok, chốt đơn tiếp theo nhá. B2 màu da bên có giá bán là 140.000 một áo các chị nhá. Chị Bà Cụ Lon năm chưa nhận được hàng 28k của em chưa chị nhỉ? Chị Bà Cụ Lon hình như hôm trước là may mắn mấy lần đấy sao ấy. Rồi chị Thảo Nguyễn này, chị Bảo Linh Đan ơi, giá bên em là 140.000 nhá chị nhá. Chị Thu Hòa 60kg, chị mặc size XL cho em. Chị Tố Hoa 6 ok, chốt đơn tiếp theo. Chị Hương Ly Ly, chị Hồng Phượng rồi đấy ạ. Ok, chân váy đang mặc của em có giá bán là 160, chân váy ôm rất là umi và có đủ size các chị nhá. Rồi ok chị. Chị Như Quỳnh ơi, chị gọi điện trước chị rồi chị nhá. Chị Ánh Nguyệt vui lòng không comment 18k nữa, kẻ bị chơi comment của em đúng không ạ? Đây là màu da của em đây. Màu da của bên em có giá bán là 140.000 đúng không ạ? 140.000 nhá. Chị Hiền Bùi ơi, chị Hiền Bùi, những chị nào mà có số điện thoại như vừa sau em quay số là các chị đã gọi trước chị rồi chị nhá. Chị đừng buồn đúng không ạ? Chị Lệ Gấm một chiếc này màu đen size XL, chị Nguyễn Hoàng một chiếc tiếp theo. Rồi cái đang mặc của em là màu cam đất nhá, chị Diễm Lệ Phạm nhá, để lại cho em là B2 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em đúng không ạ? Chị Nguyễn Hoan này, chị Mỹ Dung này. Ok, chị Mỹ Dung này, chị Hồ Thị Trang, chị Long Tố Nữ vui lòng không comment 18k nữa cho em đúng không ạ? Còn đây là màu da của em đây, chị Phụng Nguyễn nhá, màu da của em đây, chị Mỹ Dung đây may mắn ok chị nhá. Rồi không sao. Còn chị nào muốn chốt cái mã B2 thì chốt luôn cho em này. B2 của em có giá bán là 140.000 một áo được không ạ? B2 140.000 một áo nhá. Ok, chị Nhiên Hải này.
V300, chúng phải là V300 thôi chị ạ. À. Ok chị Phùng Thủy nhá. Chị Tố Hoa ok chị này. Rồi, em xin nhắc lại cho anh chị vào sau là B2 của bên em có giá bán là 140.000 một áo được chưa ạ? 140.000 một áo, có rất nhiều màu luôn. Chị Nguyễn Thanh Tòng ok là một chiếc tiếp theo này, chị Nông Tố Lữ vui lòng không comment 18k đưa cho em nhá. Đây 18k màu da đây, đây là màu da này, em hướng thử cho chị xem nhá. Chân váy 160 chị ạ, ship về Tân Hội là 30.000 nhá. Áo đang mặc 140 chị Ánh Ngọc nhá, ship các tỉnh là 30.000 đúng không ạ? Rồi em ok, em cảm ơn chị Tươi nhá. Chị Trang hát một chiếc cam đất tiếp theo này, chị Huyền Đông ok chị. Cầm cao lên ok, cầm cao luôn này, màu da này, màu đỏ này. Da đỏ xanh coban được chưa ạ? Đây là màu tím nhá. Còn đây là màu trắng này, màu trắng rất là đẹp luôn. Áo sơ mi cổ V đây là màu đen này. Áo bên thì có rất nhiều màu luôn nhá. Đúng rồi, A300 ok chị. Rồi còn chị nào muốn chốt cái mã B2 của em nữa không thì chốt luôn cho em mã B2 này của em đi ạ. Với giá bán là 140.000 một áo nhá. Đang mặc của em trên người em là màu cam đất nhá chị nhá, cam đất. Áo này 54kg thì chị Minh Quyền mặc size M cho em cho xinh chị nhá, mặc size M cho em ạ. Em xin nhắc lại là áo sơ mi B2 của bên em có giá bán là 140.000 một áo và bên em có rất là nhiều màu luôn này. Đủ màu và đủ size, size của chiếc áo này của bên em từ 40 cho tới 85kg nhá. Từ 40 cho tới 85kg em có đủ size của áo này đúng không ạ? Nên các chị mua hàng của bên em chỉ việc để lại cho em mã B2 kèm theo số điện thoại đúng không ạ? Như các chị đang để đúng không ạ? B2 kèm số điện thoại, B2 kèm số điện thoại cho em nhé. Rồi chị Duyên Nguyễn, chị Thủy Nguyễn này, chị An Acid, Trang Acid đúng không ạ? Chị Hằng Nguyễn này, bên em không có Shopee nhé chị nhá. Chị Nguyễn Thị Thái Bình màu da cho em xin số điện thoại luôn đúng không ạ? Phải có mã, có số điện thoại bên em mới lên đơn được nhá. Không có mã và không có số điện thoại bên em sẽ không thể lên đơn hàng được đúng không ạ? Chị Hồng Hương lấy màu cam đất tiếp theo ok, chị Hồng Nguyễn này, chị Thúy Nguyễn. Còn chị nào muốn chốt nữa không thì chốt luôn cho em mã B2 với giá bán của B2 bên em là 140.000 một áo được không ạ? Áo sơ mi cổ V rất là sang luôn. Áo này của bên em là áo màu da, màu này màu da, đây đằng sau của áo đây. Đằng sau của chiếc áo này nó sẽ như thế này đúng không ạ? Còn đằng trước của nó thì sẽ là cổ V nhá. Ok chị Lê Gấm, chị Huyền Mong, Huyền Măn này, chị Dòng Hường này, chị Linh Anh. Chị Lê Thủy 1m50, nặng 56kg, mặc size L cho em chị nhá. Còn chị làm một chốt là không thì chốt luôn cho em mã B2 đúng không ạ? Chị Nguyễn Thị Thái Bình này, chị lấy màu da CS cho em xin số điện thoại luôn nhá. Chị Bé Huyền 140.000 một áo mã B2 đúng không ạ? Chị Thái Bình ok da CS rồi. Chị Nguyễn Thị Bình Thành này 72 cái gì hả chị? Đây chị Thái Hoàng ơi, chị đây là B2 màu da của em, B2 màu da đây, màu da và màu cam đất là bên em bán rất chạy nhá chị nhá. Chị Hiền Măn này, áo này hôm vừa rồi mua mặc rồi đẹp lắm. Ok chị Ngọc Tiến Hoàng nhá. Còn chị nào muốn mua không thì chốt luôn cho em đúng không ạ? Chị Võ Như lại lấy màu da size L cho em xin mã B2 luôn nhá chị Vũ Như nhá. Chị comment mỗi màu da size L không để xuống thoại em sẽ không thể lên đơn hàng được đâu ạ. Chị Genia một chiếc tiếp theo, chị Hoàng Nguyễn chiếc tiếp theo này, chị Hoàng Hải một chiếc tiếp theo rồi đấy ạ. Ship Quảng Ninh là 30.000 chị nhá. Rồi còn chị nào muốn chốt thì chốt luôn cho em để em kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Áo sơ mi cổ V của bên em có rất là nhiều màu luôn này, có màu da, màu đỏ đô, màu đỏ đô, da cam trắng rất là sang luôn đấy ạ. Chị Thú Thanh ok chị. Chị Song Nguyễn một chiếc, chị Song Nguyễn 72kg, nặng 53kg, mặc size M cho em nhá. Chị Minh Quyền Nguyễn ok này, cảm ơn chị nhá. Chị Trà Mi Huỳnh, chị Trà Mi Huỳnh nghe bên gửi hàng chị rồi, chị Trà Mi Huỳnh nhá, hay là chị không nghe máy lên người ta không bắt hàng cho chị được. Chị Nguyễn Thể Tuỳnh ok này rồi. Rồi ok chị Võ Như, chị Hương Đinh, chị Vũ Khánh Vân này, chị Minh Quyền Nguyễn 32 màu da 55kg mặc size L cho em chị nhá. Các chị ơi phải để lại cho em mã B2 và số điện thoại B mới lên đơn hàng đúng không ạ? Các chị mà để mỗi số điện thoại không thì em sẽ không thể lên hàng đâu ạ. Chị Thu Võ, chị Hoa Giấy Hồng Phúc cho em xin số điện thoại luôn nhá. Chị Vũ Khánh Vân ok chị Dũng Tâm Huyền Đức ok cảm ơn chị. Chị Minh Quyên Nguyễn Xoan xin B2 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment luôn thì bên em mới lên đơn hàng đúng không ạ? Không thì bên em sẽ không thể lên đơn được nhá. Đây là màu da của nó đấy ạ. Rồi 140.000 nhá chị Trần Thị Mến nhá, 140 chị ạ. Chân váy của em là 160.000, chân váy chất liệu Umi và có đủ size nhá. Chân váy của em thì có chỉ size bên em chỉ có size từ 40 cân cho tới 75kg nữa chị nhá. Chị Giang Nguyễn một lấy màu đen thì cho em xin B2 màu đen và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em đúng không ạ? Chị Hoài Ngô lấy một chiếc màu đen size XL để lại B2 cho em nhá. Chị comment mỗi màu đen số điện thoại bên em sẽ không thể lên đơn hàng đâu ạ. Chị Lệ Thúy này rồi, chị B2 màu da đây chị nhá, B2 màu da đây chị ạ, màu da rất là sang và rất là đẹp luôn. Áo mặc là các áo này các chị có thể xô vin hoặc không xô vin là đều ok hết nhá. Rồi chị Nghi Vương chốt tiếp theo, chị Hoa Giấy Hồng Phúc rồi đấy ạ. Chị Nguyễn Thị Tùng nhá, chị Ánh Nguyệt đã hết 18k rồi, em đang bán về giá gốc, quay về giá gốc là 140.000 chị nhá, 140 đấy ạ. Chị ơi, chị Hiền An đi em có nhiều màu đấy chị, màu tím này, màu trắng, màu đen, màu xanh coban, đỏ đô, đây là màu da đang mặc trên người em là màu cam đất nhá.
Chị Anh Phong Bùi 60kg mặc size XL cho em, để lại cho em B2 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Thanh Hồng Lê ok, chị Đào Tâm chốt nhá, chị Thu Thanh chốt tiếp theo. Chị Hồng Tuyết B2 ok tiếp theo ạ. Ok chị Trà Mi Huỳnh nhá, rồi em sẽ kiểm tra đơn hàng của mình chị nhá. Chị Lý Sen bao nhiêu vậy? 140.000 một áo B2 đúng không chị? 140.000 thôi ạ. Chị Thu Thanh, chị Toàn Trần rồi đấy ạ. Ship Thanh Hóa là 30.000 chị nhá. Chị Hương Vũ chốt đơn tiếp theo nhá. Chị Thanh Hồng Lê ok, chị B2 này. Ok chị Mỹ Dung, hôm nay mình may mắn mua áo 18k đúng không ạ? Mày mình rất là may mắn luôn. Chị Rồng Hương ok, chị đây là màu da đây. Màu da của em là 140.000 một áo đây, rất là đẹp và rất là sang luôn. Và các chị ơi, mùa hè tới rồi thì các chị lên sắm cho mình một chiếc áo sơ mi cổ V thì thấy rất là hợp lý đấy ạ. Và nó rất là cần thiết trong cái mùa hè này các chị nhá. Chị Trần Nhật Thúy ok chị nhá. Tiếp theo chị Thúy Nguyễn một chiếc này. Chị Nghi Vương một chiếc 45kg thì chị mặc size S cho em cho xinh chị nhá, mặc size S cho em cho xinh đi ạ. Ok chị Mỹ Dung nhá, hôm nay mình may mắn ok chị. Rồi còn chị nào muốn chốt cái mã B2 của em, nếu không thì chốt luôn cho em mã B2 nhá. Chị ơi em giao hàng trên toàn quốc chị ạ. Chị sau tăng một chiếc màu da đúng không ạ? Ok chị. 59kg mặc size L cho em nhá. Chị Nguyễn Xuyên ơi, em đã gửi hàng 270.000 là V28 đúng không chị? Em gửi hàng cho chị rồi nhá. Chị Mỹ Dung cảm ơn chị rồi ạ. Còn chị nào muốn chốt cái mã B2, nếu không thì chốt luôn cho em mã B2 để kết thúc cái livestream đúng không ạ? Em sẽ livestream trong khoảng 3 phút thôi là em sẽ kết thúc cái mã B2 này nhá. Nên còn chị nào muốn chốt thì chốt luôn cho em B2 luôn đúng không ạ? Chị Thu Võ một chiếc, chị Trần Thị Mẫn một chiếc ạ. Rồi ạ. Chị Nhật Thùy một chiếc tiếp theo rồi đấy ạ. Chị Thái Hoàng một chiếc. B2 màu da size XL ok, chị Nguyễn Nguyên cho em xin số điện thoại chị nhá. Phải có mã B2 và có số điện thoại B mình lên đơn hàng được đấy ạ. Màu đen rất là sang luôn, màu đen với cả màu tối màu đen màu tím này. Chị nào mình yêu thích màu tím thì có thể mua màu tím cho em, màu tím thực sự rất là sang luôn. Chị Thùy Dung hai chiếc, à một chiếc đúng không ạ? Chị Tiêu Phương một chiếc, rồi ok ạ. B2 140.000 này đang mặc trên người em hiện tại là màu cam đất nhá. Còn đây là màu da nhá, màu da rất là sang luôn. Chị Phạm Hòa lấy cam đất màu size M đúng không ạ? Cam đất size S chứ, chị 44kg mặc size S. Ok, chị Nguyễn Xuyên để em kiểm tra hàng lại của mình đúng không ạ? Có quần ống suông không em? Em không có chị ạ. Chị Thảo Vũ thấy comment của chị rồi nhá. Còn chị nào muốn chốt cái mã B2 thì chốt luôn cho em mã B2 của bên em đi ạ. Với giá bán bên em là 140.000 một áo nhá. Em xin dơ lại từng màu cho chị xem đúng không ạ? Chị Rồng Lương chốt chị phía trên rồi mà. Đây là màu da này, đây là màu da nhá. Màu da 140.000, B2 màu da kèm số điện thoại cho em này. B2 màu đen, B2 màu đỏ đô này. Chị Thoa Phó 70kg mặc size 2XL cho em nhá. Chị Thúy Nguyễn B2 tiếp theo rồi ạ. Của sao có người gọi trước của chị Thu Hương nhá. Chị Vũ Như size XL rồi ạ. Chị Hoàng Ngô ok, chị chốt tiếp theo. Chân váy của em là chân váy chất liệu Umi có size nhá chị nhá. Chị Nghị Phượng nhá, có size XL ấy chị nhá. Đây, đây là size XL của bên em đây. Nó sẽ to rất là nhiều đúng không ạ? Bên em có đủ size, các chị mua hàng của em chỉ việc comment mã và kèm theo số điện thoại của mình thôi. Bên em sẽ lên đơn hàng và gọi điện tư vấn cho chị size đầy đủ và màu sắc, sau đó mới gửi hàng đi từ Hà Nội đến các tỉnh đúng không ạ? Tại vì em ở ngoài Hà Nội nhá. 67kg chị Mẫn mặc size XL cho em chị nhá. Chị ăn mua hàng của em các chị cứ yên tâm đi ạ. Yên tâm về chất vải và mẫu mã cũng như là giá cả của bên em nhá. Bao toàn Facebook luôn, rất là rẻ rồi. Chị Thu Hương ok, chị Thu Hương có thể comment lại cho em là B2 không chị? Chị mà lấy mỗi là một áo 2XL màu cam đất nhưng không có mã thì em sẽ không thể lên đơn hàng được đâu ạ. Rồi chị Khói Triệu một chiếc màu đen tiếp theo nhá. Còn chị nào muốn chốt thì chốt luôn cho em. Đây là màu tím của nó đây, màu tím của nó 140, đây là màu tím này. Đây là màu trắng này, còn đây là màu đen nhá. Với giá bán của em B2 là 140.000 một áo thôi ạ. Chị mét 65, chị Ngọc Bích mặc size mét 60 là 58kg mặc size L cho em chị nhá. Chị Thảo Hằng Nguyễn một chiếc này cam đất 45kg mặc size S cho em. Chị Hòa Quỳnh nhá, chân váy của em là 160, chân váy 160 có đủ size từ 40 đến 75kg chị nhá. Áo 140 chị Quang Minh nhá, áo 140 đấy ạ. Rồi em sẽ rơi lại các màu cho chị xem này. Đây là màu da này, màu da 140, màu đỏ đô được chưa ạ? Đây là màu xanh coban này, đây là màu tím này, màu trắng và đây là màu đen đúng không ạ? Với giá bán B2 của em là đang sale từ 230.000 giảm xuống còn 140.000 một áo đấy ạ. Lên các chị ơi, mùa hè tới rồi, các chị hãy lên sắm cho mình một chiếc áo sơ mi cam đất cổ V như em mặc trên người đi ạ. Em thấy nó thật sự rất là cần thiết trong cái mùa hè này các chị nhá. Và màu đang mặc hiện tại, đang màu đang mặc của em là màu cam đất nhá. Màu cam đất của em thì vô cùng sang và vô cùng đẹp đấy ạ. Chị Hoa Phan muốn con màu tím đúng không chị? Đây là màu tím đây chị nhá, màu tím sẽ như thế này đấy ạ. Màu tím sẽ như thế này nhá. B2 của em, các chị nào mà có thể mua cả set thì có thể comment cho em cả set B2 đúng không ạ? Cả set B2 của bên em có giá bán là
áo là 140, chân váy của em 160 sẽ là 300.000 cả một set luôn, 300 cả một set luôn được chưa? Chân váy của em là chân váy chất liệu ubi và có đủ size nhá. Chị Vũ Như lấy thêm màu đen khoảng 51kg mặc size M cho em nhá. Chị Minh Lê ok, chị một chiếc màu cam đất XL. Còn chị nào muốn chốt cái mã B2 nữa không thì chốt luôn cho em mã B2 đúng không ạ? B2 màu da này. Các chị mua màu da cũng rất là sang luôn, thực sự cái màu da này là quá là hot luôn đấy ạ. Chị Nguyễn Quý một chiếc màu xanh coban ok chị, màu xanh size L đúng không ạ? Rồi ok chị Thanh Tuyền. Vâng ạ. Chị Tâm Lê một chiếc màu cam đất 46kg mặc size S cho em. Rồi các chị ơi, còn chị nào muốn chốt nữa không thì chốt luôn cho em để kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Vì thời gian em live cũng khá lâu rồi nhá. Còn cam đất không ạ? Bên em còn đó chị nhá. Chị Hòa Quỳnh đúng không ạ? Chị Hòa Quỳnh để lại cho em B2 kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em luôn đúng không ạ? Chân váy xòe. Chân váy xòe bên em có đó chị Nghị Vương nhá. Chân váy xòe hiện tại vẫn đang bán và đang live là 170 chị nhá. Chị Võ Như ok, một chiếc màu đen size M. Chị Nguyễn Tấn Toài quá xinh, cảm ơn chị. Rồi còn chị nào muốn chốt thì chốt luôn cho em mã B2 với giá bán 140 được chưa ạ? Chị Trâm Lê rồi đấy ạ, một chiếc màu cam đất rồi. B2 này, đây màu da này, 140 nhá. Màu đỏ đô 140 này, đây là màu xanh coban này, màu tím này, màu trắng và màu đen với giá bán 140 được chưa ạ? Chị Thúy Nguyễn một chiếc màu cam đất rồi đúng không ạ? Đây màu trắng là chị Dòng Hương, đây màu trắng đấy ạ. Màu trắng nó sẽ như thế này nhá, màu trắng như thế này. Màu trắng thì rất là sang luôn. Màu trắng này gọi là màu trắng tiểu thư nhá, rất là đẹp. Chị Lý Mỹ Huệ Trần cam đất 57kg thì chị mặc size L cho em chị nhá. Chị Linh Chi Pi ơi, chị 58kg mặc size L cho em chị nhá. Để lại cho em B2 kèm số điện thoại cho em nhá. Ok chị đây 140.000, chị Đào Huỳnh nhá 140. Gửi em gửi hàng cho chị rồi, chị Bích Đặng nhá. Có sơ mi cổ, có cổ không chị? Áo này sơ mi này mặc sang hơn có cổ rồi, ít người mặc lắm chị ạ. Nó rất là quê chị ạ. Rồi các chị ơi, phải B2 và có số điện thoại thì bên em mới lên được nhá, không cần hỏi nhiều đúng không ạ? B2 và kèm theo số điện thoại cho em nhá. Size to nhất của bên em là 85kg chị Huyền Nguyễn nhá. Tới 4XL và 5XL bên em có đủ size được chưa ạ? Chị Nguyễn Nga lấy một chiếc thì cho em xin mã B2 và kèm theo số điện thoại trên cùng một dòng comment cho em luôn đúng không ạ? Chị comment có mỗi là gì đấy ạ? Màu da, không để số điện thoại thì bên em sẽ không thể lên đơn hàng được đúng không ạ? Chị Thu Phương mét chị 53kg mặc size M cho em nhé, để lại cho em B2 kèm số điện thoại cho em nhá. Chị Mai Lê cũng thế này, chị Mai Lê màu đen size S rồi ok chị. Chị Mai Lê có thể comment lại cho em là trên cùng một dòng comment cho em luôn đúng không ạ? Chị để số điện thoại một dòng B2 một dòng thì sẽ bị trôi đơn chị nhá. Chị Thúy Nguyễn này rồi, comment cho em B2 đi chị Thúy Nguyễn nhá. B2 kèm theo số điện thoại của mình nhá. Chị Thúy Nguyễn nhá, comment lại cho em B2 kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi chị Nhật Anh này, comment đi chị Nhật Anh này, rất là đầy đủ đúng cú pháp đúng không ạ? 140. Rồi đây là màu cam đất này, màu cam đất nhá chị nhá, màu cam đất, đây là màu da được chưa ạ? Đây là màu da rất là sang luôn này. Chị Thanh Thanh 41kg mặc size S cho em cho xinh đúng không ạ? Chị Nguyễn Thị Nga một chiếc, Kiệt Anh một chiếc rồi đấy ạ. Màu đăng mặc của em là màu cam đất cho chị Huệ Nguyễn nhá. Chất liệu của nó chất liệu van đây chị ạ. Chất liệu van và có đủ size, đầy đủ size luôn nhá. Ok chị Giang Nguyễn B2 tiếp theo này. Chị Huỳnh Nguyễn này 2XL áo bao nhiêu tiền? 140 chị nhá, 140.000 đúng không ạ? Chị nào mà hơi mặc bạc một chút thì có thể mặc sang màu đen cổ V cho em nhá. Màu đen cũng rất là sang luôn. Màu đen đây là màu đen của chị áo sơ mi cổ V nhà em đây. Chị Mai Lê ok, chị Hoa giấy Hồng Phúc. Còn chị nào muốn chốt cái mã B2 giá bán bên em 140 thì chốt luôn cho em để kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Chị Huệ Phan 48kg mặc size M cho em, không mặc size M cho em cho xinh nhá, để lại cho em B2 đi ạ. Ship 30.000 nha chị Nguyễn Thùy nhá, 25-30.000 thôi ạ. Chị Thuyền Trần này, chị Thuyền Trần muốn lấy cái mã này thì comment lại cho em nhá. Chị để mỗi số điện thoại thì em sẽ không thể lên hàng cho mình đúng không ạ? Chị Thuyền Trần comment lại cho em B2 đúng không ạ? Chị Thanh Thanh 41kg mặc size cho em nhá. Chị Kim Linh ơi, áo bên em có giá bán là 140.000 chị Kim Linh nhá. Để lại cho em B2 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em đúng không ạ? Chị Mỹ Huệ Trần một chiếc tiếp theo ạ. Sơ màu trắng đúng không ạ? Chị Phương Ngân có hỏi màu trắng. Đây là màu đen này, đây là màu đen đây ạ, còn đây là màu trắng nhá. Màu trắng rất là đẹp luôn, trắng tiểu thư. Chị Hoa dưới Hạnh Phúc ok chị. Chị 60kg, chị Xuân Nguyễn mặc size XL cho em, để lại cho em B2 kèm số điện thoại cho em luôn đúng không ạ? Chị Thuyền Trần 57kg mặc size L cho em, để lại B2 kèm số điện thoại. Em xin nhắc lại là các chị phải có mã và có số điện thoại B mới lên đơn hàng được nhá. Không có mã và không có số điện thoại B sẽ không thể lên đơn hàng đúng không ạ? Chị Đinh Hà một chiếc cam đất 70kg mặc size 2XL cho em cho đẹp thì nhá. Chị Huyền Đỗ một chiếc màu cam đất 62kg mặc size XL cho em rồi ok chị. Có sạc không là cái gì ạ? Chị Khói Chiều một chiếc màu đen B2 tiếp theo rồi ạ. Chị Kim Liên 140 ạ, chị Nê
Chị Ni Green đúng không ạ? 74kg, chị mặc size 3XL cho em nhé. 3XL cho em cho đẹp đúng không ạ? Chị Đinh Hà rồi, còn chị làm muốn chốt cái mã này chốt luôn cho em để kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Chị Thơ Nguyễn Thị Thanh, Thu Nguyễn Thị Thanh 70kg, chị mặc size 2XL cho em chị nhé. Rồi chị Huyền Nguyễn B2 tiếp theo. Còn chị làm muốn chốt cái mã B2 này nữa không thì chốt luôn cho em để kết thúc cái livestream này nhá. B2 màu da rất là sang luôn. B2 chứ không phải là V2 chị Huyền Nguyễn nhá. Comment lại cho em B2 kèm màu kèm số điện thoại cho em đi ạ. Chị Thu Thanh Nguyễn 70kg mặc size 2XL cho em nhá. Còn chị làm muốn chốt cái mã này không thì chốt luôn cho em để kết thúc cái livestream này nhá. B2 140.000, đây là màu da này. Màu da rất là sang luôn, rất là đẹp luôn. Chất liệu của nó thì vô cùng mát và vô cùng đẹp luôn đấy ạ. Màu da này, màu đỏ đô này, màu xanh ngô ban 140 nhá, màu tím này, tím Huế mộng mơ rất là sang luôn. Còn đây là màu trắng này, đây là màu đen đúng không ạ? Ok, chị Ngọc Trương màu trước, màu da size M đúng không ạ? Còn chị làm muốn chốt nó không thì chốt luôn cho em nhá. Chị Sấu Khoai ơi, chị 45kg, chị mặc size S cho em cho xinh thì nhá, để lại cho em B2 đi ạ. B2 kèm số điện thoại cho em nhá. Chị ơi, B2 của em có giá bán là 140.000 chị nhá. Chị Đinh Hà lấy chuyện lấy B2 đúng không ạ? Rồi comment lại cho em chị Đinh Hà nhá. B2 kèm số điện thoại cho em nhá. Chị comment có mỗi lấy chị màu cam đất nhé, để số điện thoại em sẽ không thể lên ngân hàng đúng không ạ? Rồi ok, chị Ngọc Phượng ớt. Chị Đinh Hà có thể comment lại như chị Phượng ớt và chị Huyền Nguyễn đang comment B2 số điện thoại đúng không ạ? Chị Ni Green lấy B2 màu đen size 3XL cho em xin số điện thoại. B2 kèm số điện thoại cho em nhá. Ok, chị Vân Sinh ơi, bên gửi hàng chị rồi nhá. Chị Khoái Triệu một chiếc màu tím đúng không ạ? B2. Chị Ngọc Hân một chiếc màu trắng CS này, chị Dòng Hương một chiếc màu trắng CS. Rồi còn chị nào muốn chốt nữa không thì chốt luôn cho em đúng không ạ? Màu da này, màu đỏ đô này, da đỏ đô này, xanh coban này. Đây là màu tím này. Màu trắng này, đây là màu đen. Giá bán B 140 chốt luôn cho em để kết thúc cái livestream đúng không ạ? Chị Huệ Nguyễn một chiếc cam đất size M tiếp theo nhá. Chị Huyền Đỗ 64g một chiếc tiếp theo. Có size M chị Nguyễn Thị Nga nhá. Chị ơi bán giá bên em là 140 đúng không ạ? B2 140, chị Ni Green một chiếc 3XL tiếp theo màu đen size 3XL rồi. Còn chị nào muốn chốt nữa không thì chốt luôn cho em B2 với giá bán bên em là 140.000 một áo, rất là đẹp và rất là sang luôn ạ. Chị Phan Nga 55kg thì chị mặc size L cho em nhé, để lại cho em B2 kèm số điện thoại cho em đi ạ. Chị Kim Hiếu một chiếc màu da size XL, chị Mỹ Hậu ơi 140 B2 nhá. B2 140 đúng không ạ? Rồi chị Thu Thủy lấy hai chiếc màu da đỏ đô đúng không ạ? Size M 53kg size M rồi ạ. Chân váy của em là chân váy 160 nhá, chân váy chất liệu Umi có size 140 à 160 em nhầm. Chị Phạm Trang một chiếc B2 75kg mặc size 2XL cho em đúng không ạ? Rồi còn chị nào muốn chốt nó không thì chốt luôn cho em đúng không ạ? Chị Quỳnh Hoa bên em đã gọi điện chốt hàng với chị chưa chị? Chị Hoa Nguyễn một chiếc B2 53kg mặc size M tiếp theo nhá. Chị Hoàng Thúy Kiều 60kg mặc size XL cho em đúng không ạ? Các chị ơi phải có mã và số điện thoại thì bên mới lên đơn hàng nhá. Không có mã và không có số điện thoại bên sẽ không thể lên đơn hàng đúng không ạ? Ship Hồ Chí Minh là 30.000, còn ship hàng Hà Nội là 25.000 chị nhá. Áo trắng đây là áo trắng chị ạ. Áo trắng đây. Đếm kiểm tra đơn của mình nhé chị Phương Thảo nhá. Chị Thu Nguyễn Thị Anh B2 màu da, ok chốt tiếp theo. Chị Liên Võ 50kg mặc size M cho em nhé, để lại cho em B2 kèm số điện thoại cho em đi ạ. Còn chị nào muốn chốt hay không thì chốt luôn cho em để kết thúc cái livestream này nhá. B2 140.000 một áo thôi. Hiện tại màu đang mặc trên người của em là màu cam đất nhá. Màu cam đất 140.000 này. Màu da đây, màu da rất là sang luôn đúng không ạ? Màu da cổ V 140 nhá. Màu da cổ V 140. Chất liệu của chiếc áo này của em là chất liệu van cát rất là mát luôn đúng không ạ? Chị Ngọc Ngân ơi, áo bên em có giá bán 140, chị nhá, để lại cho em B2 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đi ạ. Chị Phạm Trang màu đen 75kg mặc size 2XL cho em chị nhá. Để lại B2 kèm màu kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Rồi chị Đinh Hà muốn xem lại màu da đúng không chị? Màu da sẽ như thế này chị Đinh Hà nhá. Màu da của em sẽ như thế này, đây là màu da nó đấy ạ. Màu da rất là sang luôn các chị ạ. Chị Thúy Nguyễn một chiếc cam đất size M rồi. Chị Thu Thủy Nguyễn 2XL ok. Chị Hoa Nguyễn lấy màu da comment cho em là B2 màu da và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Chị là người của shop nào ấy? Chị hay bướng tay em hằng. Ok, chị Liên Võ một chiếc màu trắng B2 tiếp theo nhá. Chị Ngọc Ngân có size S chị nhá, có size S đang mặc trên người em là size S chị Ngọc Ngân nhá, để lại cho em B2 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đi ạ. Em xin nhắc lại cho anh chị vào sau đúng không ạ? Chị Hoàng Thúy Kiều B2 màu da thì cho em xin B2 kèm số điện thoại cho em nhá. Cả chị Hoa Nguyễn lấy màu da đúng không ạ? Comment B2 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Đây là màu da của nó đấy ạ. Chị
Chị Ngọc Ly 140, chị Lê Mỹ An lấy B2 màu trắng để lại B2 kèm số điện thoại cho em trên cùng một dòng comment cho em nhé. Đây là dáng áo form áo của bên em, đây đây là đằng trước của nó nhá. Còn đây là đằng sau của anh em đúng không ạ? Đây là đằng sau của anh em này. Chị Thắm Trần ơi, chị 57kg mặc size L cho em nhé, để lại cho em B2 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? B2 của em đây là một đằng trước của nó đây, đây đằng sau. Các chị ơi, thường thường là cái cổ V của nó, cái cổ V thì nó sẽ sang rất là nhiều so với cổ tròn đúng không ạ? Cái cổ tròn thì mặc không bao giờ sang bằng những kiểu cổ V, em thật đấy ạ. Chị Hoa Nguyễn một chiếc màu da size M. Chị cô nương họ Phạm ơi, hình như chị chưa comment cho em hay sao ấy ạ? Chị cô nương họ Phạm có thể comment lại cho em là B2 kèm số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em luôn đúng không ạ? Áo bên có đủ 7 màu luôn nhá, có 7 màu luôn, màu da, màu cam đất, màu đen, màu trắng, xanh cobalt, tím này, đỏ đô rất là sang luôn. Chị Trang Nguyễn cam đất đỏ đô size L, ok chị. Còn chị nào muốn chốt hay không thì chốt luôn cho em để kết thúc cái live stream này đúng không ạ? Em xin nhắc lại cho anh chị về sau nhá, B2 của bên em có giá bán 140 được chưa ạ? B2 màu da đỏ đô này, da đỏ đô này, xanh cobalt, tím này, trắng, đen rất là đẹp luôn. Và các chị ơi, mùa hè tới rồi, các chị lên sắm cho mình một chiếc áo sơ mi cổ V đi ạ. Em thấy nó thật sự rất là cần thiết trong cái mùa hè này. Tại vì là cái thời tiết ở Hà Nội hiện tại của anh em đang rất là nóng, từ 35 đến 40 độ, rất là nóng luôn đấy ạ. Chị Thiết Chiết Long ơi, hôm nay còn chị không may mắn thì để live stream lần sau với em đúng không ạ? Các chị đã gọi điện trước chị nhá chị nhá. Chị làm nhanh thì sẽ được cái đấy nhá. Chị Hoàng Thúy Kiều là một chiếc màu da này, chị Lộ Hòa Đông một chiếc căn đất size L, 55kg mặc size L. Chị cô Lương Họ Phạm ơi, chị đã gửi cho em chưa? Chị là mua sản phẩm gì của bên em nhỉ? Nếu mà đã chốt rồi thì là gửi rồi chị nhá. Chị Thúy Nguyễn 53kg mặc size M cho em chị nhá. Chị gọi lại cho em chị nhá. Có những size nào chị Thu Trình hỏi, có những size nào đúng không ạ? Có từ 40 cân cho tới 85kg chị ạ. Chất liệu của chiếc áo bên em là chất liệu voan cát, rất là mát luôn các chị nhá. Các chị mua hàng của em, các chị có yên tâm về chất vải cũng như là mẫu mã, giá cả bên em đi ạ. Chị Ngọc Trần 63kg, chị mặc size XL cho em, để lại cho em B2 và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhá. Chị Nguyễn Huyền lấy B2 màu cam đất đúng không ạ? Thì để xem xin số điện thoại B2 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Vương Hoàng bao nhiêu một áo 140 nhá, kèm số điện thoại cho em ạ. B2 màu da, B2 màu đỏ đô này, màu xanh cobalt 140 này, màu tím 140 này, màu trắng 140 và đây là màu đen 140. Ok chị Tuyết mình có thể comment để trả lời câu hỏi của mình đúng không ạ? Em không phải ở đấy nhá, chị Lưu Thị Hồng Tươi nhá. Chị Ngọc Trần 63kg mặc size XL cho em ạ. Ok chị Trang Huyền nhá, chị Trang Kiều một chiếc B2 tiếp theo 140. Chị Nguyễn Huyền ơi, chị để số điện thoại và size L nhưng chị không để mã thì bên em sẽ không thể lên đơn hàng cho mình đúng không ạ? Chị Anh Trần 58kg mặc size L cho em đúng không ạ? Để lại cho em B2 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Em xin nhắc lại cho những chị vào sau là B2 của em với giá bán là 140.000 một áo được không ạ? B2 140.000 một áo nhá, với giá bán sale của em. Hiện tại thì trên cửa hàng của em đang bán áo B2 của em với giá bán là 230.000, nhưng trong livestream em giảm từ 230.000 xuống còn 140.000 một áo, rất là rẻ luôn. Cái giá này với em là giá bán số lượng đấy ạ. Ship Quảng Ninh là 30.000 chị nhá, ship Quảng Ninh 30.000. Chị Tân Đan muốn hỏi bao nhiêu tiền đúng không ạ? B2 của em có giá bán 140 chị nhá. 30.000 chị Ngọc Trần nhé. Rồi còn chị nào muốn chốt là không thì chốt luôn cho em để kết thúc cái live stream này đúng không ạ? B2 140 này, màu da này, màu đỏ đô này, màu xanh cobalt này, màu tím này. Còn đây là màu trắng, màu đen đúng không ạ? Chị Hồng Thúy một chiếc màu da size M, ok chị. Không chị nhá, bên đã sale số lượng rồi chị ạ. Ok chị Thúy Nguyên này, B2 cân đất tiếp theo nhé. Chị ơi, em chỉ là nhân viên thôi thì em xin phép là trong một cái live stream em chỉ chốt một mã cho chị dễ chốt được không ạ? Chị Trang Kim một chiếc B2 màu đen màu da tiếp theo. Em xin nhắc lại là B2 của anh em là có giá bán 140 chị nhá. Chị Hê Dung đúng không ạ? Chị Hê Dung lấy màu da thì comment lại cho em là B2 màu da và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhá. Chị Phạm Hồng Thúy rồi màu da size M. Còn chị nào muốn chốt không để em kết thúc cái live stream này ạ? B2 kèm số điện thoại cho em nhá. B2 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Trần Tuyến một chiếc chị Trần Tuyến B2 nhưng mà chị không có B2 sẽ không thể lên được chị nhá. Chị comment lại cho em là B2 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Kim Hiếu B2 60kg mặc size XL cho em, để lại cho em B2 kèm số điện thoại cho em nhá. Chân váy của em đây, chị chân váy ôm và chất liệu umi có đủ size chị nhá. Chân váy bên em với giá bán là 160 đúng không ạ? Chị Toàn Vũ ship bao nhiêu? Ship các tỉnh là 30.000, ở Hà Nội là 25.000 chị nhá. Đây chị Đinh Hà ơi đây. B2 màu da, đây là màu da này.
Màu đỏ đô đây, màu đỏ đô nhá. Ủa, bị loáng quá. Màu xanh coban đây ạ. Màu tím này. Màu trắng. Còn đây màu đen nhá. Còn màu đang mặc trên người của em hiện tại là màu cam đất các chị nhá. Chị Kim Hiếu comment lại cho em B2 kèm số điện thoại cho em nhá. Chị He Dung một chiếc đúng không ạ? Ok. Còn chị nào muốn chốt được không thì chốt luôn cho em để kết thúc cái livestream này nhá. B2 rất nhiều màu luôn với giá bán 140.000 một áo thôi ạ. Áo 140 chị Diên Nguyên nhá. Chị Anh Trần comment lại cho em B2 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment cho em luôn thì bên mới lên đơn hàng nhá. Không có mã và không có số điện thoại bên sẽ không thể lên đơn hàng đâu ạ. Tại vì các chị là comment post số điện thoại và màu thôi mà không có mã thì em sẽ không thể lên đơn hàng nhá. Chị Hoa Nguyên lấy thêm một B2 màu xanh coban comment lại cho em B2 kèm số điện thoại cho em luôn nhá. Chị Mân Mân một chiếc B2 ạ. Chị lấy hai chiếc trắng và cam đất đúng không ạ? Rồi còn chị là muốn chốt thì chốt luôn cho em đúng không ạ? Chị tìm lại niềm tin 70kg mặc size XL cho em chị nhá. Mặc size XL 2XL cho em để lại cho em B2 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị đi green rồi chốt đơn chị rồi, màu da màu đen lấy thêm một cái da đúng không ạ? Một da một đen size 3XL. Áo 140.000 và có đủ size từ 40 cân cho tới 85kg các chị nhá. Các chị mua hàng của em thì chỉ việc comment mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em thôi ạ. Và có thể đừng hỏi em đúng không ạ? Tại vì em đang ghi rất rõ ràng trên bài viết là B2 140 kèm màu và kèm theo số điện thoại rồi đấy ạ. Chị Toàn Vũ 48kg mặc size M cho em nhé. Để lại B2 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment cho em luôn đi ạ. Các chị ơi, em sẽ chốt cái mã B2 này trong khoảng 2 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Nên còn chị nào muốn chốt thì chốt luôn cho em để kết thúc cái livestream này nhé. Chị Anh Trần một chiếc B2 size L đúng không ạ? Rồi còn chị nào muốn chốt đúng không ạ? Chị tìm lại niềm tin 70kg mặc size 2XL cho em nhé. Chị lấy thì comment 2XL màu đen đúng không ạ? Rồi cho em xin số điện thoại luôn ạ. Rồi chị Đinh Hà lấy thêm một cái màu da thì chị nhớ báo bệnh bộ phận siêu bên em nhé. Chất vải của nó chất vải von cát rất là mát luôn chị Như Quỳnh nhé. Chất vải von cát rất là mát luôn, chị nhìn chất vải von cát rất là mát luôn này. Còn chị làm muốn chốt là không thì chốt luôn cho em để kết thúc cái livestream này đúng không ạ? B2 140 nhá. Rồi chị Hồng Thúy lấy màu đen thì comment cho em nhá. Tìm lại niềm tin ok chị, màu đen size 72XL đúng không ạ? Chị Toàn Vũ B2 màu trắng rồi ạ. Chị Hoa Nguyễn B2 màu xanh coban size M. Chị Bà Ngoại Vi 75kg mặc size 2XL cho em nhá. 3XL cho em chị Bà Ngoại Vi nhá. Để lại cho em B2 kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em trên cùng một dòng comment luôn cho em đúng không ạ? Chị Trang Cơm rồi ạ. Còn chị nào muốn chốt hay không thì chốt luôn cho em với giá bán B2 của bên em là 140.000 một áo nhanh chóng cho em luôn đúng không ạ? Để em kết thúc cái livestream này nhá. Chị Anh Trần 58kg, chị mặc size L cho em chị nhá. Rồi các chị ơi, còn chị nào chưa kịp comment cho em có thể comment chụp lại màn hình và gửi qua inbox Messenger của sao em đúng không ạ? Còn bây giờ thì em sẽ xin phép kết thúc cái livestream này nhá. Chị Đinh Hà lấy cho chị hai cái cam đất size 2XL ok chị Hồng Thúy rồi. B2. Chị Hồng Thúy có thể comment lại cho em là B2 đúng không chị? Chị comment màu đen 60kg em sẽ không thể lên đơn hàng đâu ạ. Chị Tuyết Nhung Trần 50kg mặc size M cho em, chị Nguyễn Ngọc Bích cho đơn tiếp theo nhá, đang mặc là một size M, a size đan mặc của em là cam đất, chị 65kg mặc size XL cho em nhé. Màu đen là sẽ như này, đây là màu đen đấy ạ. Đang cầm trên tay em đây là màu đen size M, chị nhìn size M, đây là size M đây, này size M đây. Đấy, size, đấy là size M nhá. Còn những cái size to hơn thì sẽ to hơn rất là nhiều được chưa ạ? Chị Thu Hà Trang một chiếc màu xanh 60kg rồi. Chị Nguyễn Thị Thu Hương 62kg mặc size XL cho em nhé. Các chị ơi, chất vải của em, chất vải là hơi co giãn một chút và bên em có đủ size đây là trên mặc em đây là size M này. Đấy các chị nhìn size M chưa? Size M đấy. Nhà em thì toàn là hàng có size hết và không bao giờ bán hàng phi size các chị nhá. Không bao giờ bán hàng phi size và hàng bên đây là toàn hàng có size hết đúng không ạ? Màu đang mặc của em là màu cam đất chị Tuyết Minh nhá. Chị Thu Hà Trương có thể comment lại cho em là B2 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Phương Lê bên đã gọi điện chốt hàng hàng cho chị chưa chị Phương Lê? Ok Phương Lê nhá. Kết thúc live em sẽ báo bộ phận telesale gọi ngay chị đúng không ạ? Chị Lê Thị Liên và chị Thu Phượng này, mẫu này 64kg mặc size XL cho em đúng không ạ? Chị Ngọc Bích này, chị Ngọc Bích một cái thì hình như chị comment số điện thoại phía trên rồi mà. Chị B2, chị thêm Mai lấy B2 cam đất size L ok chị.
Chị Huyền Nguyễn bây giờ mới vào đúng không ạ? 140 chị Huyền Nguyễn nhá. 140 kèm số điện thoại cho em, AB2 kèm số điện thoại cho em luôn, trên cùng dòng comment cho em luôn đi ạ. Chị Phương Ninh An này, bao nhiêu vậy? 140 chị nhá. Chị Hồng Thúy màu đen rồi, ok B2 này. Chị Phương Ninh An và chị Quý Nguyễn hỏi và giá bao nhiêu là 140 chị nhá. 140 ạ, B2 140 có rất nhiều màu luôn, đủ màu đấy ạ. Màu da đỏ đô này, da đỏ đô, xanh mô ban, đen, trắng, tím, tím Huế mộng mơ ấy, rất là đẹp luôn. Ok chị Đinh Hà, một cái cam đất và một cái màu da size 2XL đúng không chị? Bán váy quay. Còn chị làm một chốt nó không thì chốt luôn cho em để kết thúc cái livestream này nhá. Em xin nhắc lại cho những chị vào sau là áo B2 của bên em có giá bán là 140.000 một áo nhá. Có đủ size từ 40 cân cho tới 85 kg được chưa ạ? Từ 40 cân cho tới 85 kg. Và đây là trên người em đang mặc là màu cam đất, đây là màu cam đất này. Còn đây là màu da nhá, đây là màu da nhá. Màu da rất là đẹp và rất là sang luôn, đây là màu da nó đây. Chị Nguyễn Ngọc Bích là lấy B2 comment lại cho em B2 kèm số điện thoại cho em như chị Nhâm Xu đang comment B2 cam đất đúng không ạ? Rất đầy đủ, rất ngắn gọn và xúc tích đúng không ạ? Và có đầy đủ luôn. Chị Nguyễn Thị Bích comment lại cho em nhá. Đây màu đỏ đô đây, đỏ đô này. Chị Thu Hà Trương một chiếc màu xanh coban, đây xanh coban của chị đây, size XL của chị đây. Chị Hoàng Dung đợi em một chút nhá. Đây là xanh coban, đây là màu tím này, đây là màu tím nhá. Màu trắng này. Mạng yếu không xem được hả chị? Chị có thể ao ra vào lại cái live trên này của em đúng không ạ? Chị em rồi Phi Vân ơi, chị 80 kg mặc size 3XL cho em nhé, để lại cho em B2 và kèm theo số thoại của cho em đi ạ. Còn chị nào mà thích mua cả set thì có thể comment cho em cả set B2 và kèm theo số thoại của mình nhá. Cả set B2 của bên em có giá bán là 300 cả một set luôn. Áo 140, chân váy 160 được chưa ạ? Áo 140, chân váy 160 được chưa ạ? Cam đất size cam đất B2 rồi ok chị. Chị Phạm Trang ok, chị đừng buồn nhé chị nhá. Đừng có buồn đúng không ạ? Chị Phương Linh An 140 nhá, áo 140 mà B2 được chưa ạ? Thúy Nguyễn một chiếc can đất size 53 kg, size M đúng không ạ? Còn chị nào muốn chốt nữa không thì chốt luôn cho em để em kết thúc cái live stream này nhá. Tại vì cái thời gian lên live stream cũng khá lâu rồi, cũng khoảng một tiếng rồi nhỉ, hơn một tiếng đồng hồ rồi đấy ạ. Còn chị nào muốn chốt cho luôn cho em để kết thúc cái live stream này nhá. Còn không thì các chị có thể chụp lại màn hình và gửi qua inbox Messenger của shop sáng mi bên em đúng không ạ? Rồi, còn bây giờ thì em sẽ xin phép kết thúc cái livestream này và xin chào và hẹn gặp lại ạ.